khoai tây đâu. Đúng rồi, ừ đúng rồi. Thế giờ củ bắp cải đâu nhỉ? Cải đâu? Bắp cải đâu? Ở bắp cải đâu? Bắp cải đâu? Ở su hào đâu nhỉ? Không, em không có được vẽ bậy lên nhá. Rồi, học bài đi, không có vẽ lung tung. Chỉ củ khoai tây đâu? Đó, củ gì?